Cùng xem lại hành trình từ hẹn hò đến hôn nhân của cặp đôi này nhé. Hãy comment chúc phúc cho họ nào các bạn ơi. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết quý trọng cái mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các bạn ở trong trường quay. Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng, em vào Sài Gòn được 1.5 năm rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết trang điểm, là người dễ gần, là biết lắng nghe chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền ạ. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? Điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị, mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống chiếc xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống, rồi xong lại quên cái máy kiến tại em bị cận á chị. Trời ơi, em quên mà có máy kiến là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục á chị. Vậy bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là trung thủy. Em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Quyết điểm là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Còn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Thế là tình cảm nó cứ giãn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ anh chào. Ôi, anh chào gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý hơn. Trọng cái mối tình, cái mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ miễn sao là tay cảm ơn em. Chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh lên đây thì là kiến trúc sư. Anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà cho bây giờ em phải rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Anh chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nhưng khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi, được rồi. Bây giờ tới mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường dang dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó có con rồi á chị. Thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu là có em về thì anh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ. Nhớ nha, được mà chắc chắn em hứa. Rồi nói đi. Rất là khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia.
Thực ra là em cũng rất đang rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em, không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được không thay? Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em thưa chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không rồi. Mình đã sẵn sàng cho cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chưa ạ? Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. À, hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nó như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cặp mặt, có cô là không có tôi, có tôi là không có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng. Thì vậy đi. Thì em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp. Cái đầu em gái đang ngồi dưới kia. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được. Rồi. Thôi. Em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu. Rất có hậu nha. Rồi. Dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi, cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ, em thấy bạn nam bên đây á cũng được, cũng chân thành, nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục ha em ha. Vậy thôi hả? Có hỏi muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc, em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn vậy, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khô không? Em còn hiền hơn vậy luôn á. Dạ. Ừ. Cho em gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng, em gái em ạ. Trời, em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Thưa chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ. Chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành. Mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm. Chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn hết chị dâu nha. Dâu hiền không, lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. Mong anh chị có thể để với nhau ạ. Trời ơi, em gái dễ thương không? Dễ thương. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Hey. Anh có bánh bông hoa tặng. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh thấy tiên, em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Chị tiếp phụ nữ trước, em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần. Nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây, anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương á? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngôi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Không sao anh hát hay. Cảm ơn. Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. Mấy cả 8 giờ là... cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào mình thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái làm sao? Hai bên bàn cũng đi. Dạ, con cái thì em mấy cũng được, trên 2 là được ạ. Thì em thích mấy, nói luôn đi. Bên kia kìa.
Em thích hai thôi, đẻ nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok, anh nếu sẽ dài bỏ. Mà nói não cá già. Bây giờ mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ, anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Từ Gần. Thế là em muốn nói là cũng là cái tựa đề trong cuốn sách à. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đối với em. Gần hơn nữa. Rồi đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Hôn nhau đi hai bạn, để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt, không buông tay ra nhé. Trời ơi, gì gồng, gì gồng dữ vậy hả? Nắm tay nhau đi nào. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Em cảm ơn anh chị giáo chương trình, cảm ơn rồi. Cùng xem lại hành trình từ hẹn hò đến hôn nhân của cặp đôi này nhé. Hãy comment chúc phúc cho họ nào các bạn ơi. Thì nếu như hai đứa có thể đến với nhau thì em có đồng ý vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, để cùng phát triển tương lai không? Dạ có, nếu mà thương nhau và tin tưởng nhau, yêu nhau thì nơi nào mà có dễ xin việc làm hay gì đó thì mình có thể đến với nhau. Dạ. Em là làm nghề gì? Em kế toán ạ. Kế toán dễ xin lắm ha, không được thì anh Quỳnh Linh xin cho. Dạ nha, rồi. Không có lo. Nhưng mà nhắm lo người từ Bình Thuận về được không? Được. Dạ, hả? Được. Được không? Hứa với tôi nha. Hứa mày mất tôi bằng tiếng à. Nói mạnh mẽ coi được không? Được. Được ha? Dạ. Đủ lo cho người ta không? Đủ. Đủ lo cho con không? Đủ. Muốn mấy đứa? Nhiều cũng được, tùy. Dễ thương không? Thấy chưa? Nãy giờ anh nói với nó trả lời rất là suôn sẻ luôn. Được á. Bây giờ thế này, mở rào ra tự nhiên nha. Dạ. Có gì không biết thì rung quá thì kêu anh ha. Dạ. Anh hỗ trợ mở rào. Chị em xem qua. Đó, không gian này của hai đứa đó. Nói chuyện đi. Lê Quốc Tùng. Dạ. Đây bắt đầu đi Tùng. Rồi, chào. Tặng bông. Tặng cả thoa. Em tặng, em cũng có quà tặng anh. Đứng đó nói cái gì đó Tùng. Lần đầu tiên gặp mặt gì đó Tùng. Dạ, rồi, đây là đặc sản của em, mình Tùng đem vô. Dạ. Tiêu á. Dạ không ạ, thanh long ạ. Thanh long, rồi cảm ơn. Tại ở Tánh Linh thì tiêu.
ở gì này vậy? Dạ Thanh Long. Ăn được không? Dạ được. Nhớ chia tiền cái nha. Dạ. Trời ơi, này Thanh Long trồng đó. Dạ. Không thuốc. Hả? Organic. Sao biết không thua không thuốc? Nhà trồng. Ruột đỏ ha. Dạ. Ôi, được á. Để em xây ghế. Là sao? Ý anh là sao anh Linh? Chúc mình sinh con trái hai mình kia. Rồi, bây giờ bắt đầu câu chuyện đi. Coi như Bình Thuận với lại Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhau đó. Dạ. À, Tân An hả? Dạ. Bình Thuận và Long An. Dạ. Nhìn đi Tùng, nhìn cô gái đi. Thấy sao? Dạ được. Hả? Dạ được, dễ thương. Được sao? Dạ, dễ thương. Dễ thương chỗ nào? À, anh Linh à, anh đừng vậy nữa. Anh hãy để bạn tự lực cánh sinh đi. Chứ không tự lực cánh sinh biết khi nào mới có bạn gái. Tại tính mình nhé. Anh lo quá, thôi tự do đi cưng. Rồi, nào khó quá yêu anh nha. Hãy nói chuyện với nhau, hãy nói về cảm nhận của nhau, nói về quan điểm tình yêu hôn nhân, nói về tất cả những cái gì mình muốn nói ha. Vậy là Thoa là ở ngoài Bình Thuận hay là dọn qua đây rồi? Đang làm việc trong đây hả? Dạ không, em làm việc ở Bình Thuận. Bình Thuận luôn hả? Dạ. Là kế toán, là Thoa làm về kế toán gì ta? Em làm kế toán tổng hợp, trừ thuế thôi. À, hay. Lượt đó cũng nhiều. Dạ. Anh thì anh có thích yêu xa không? À, anh có thích yêu xa kiểu anh cũng thích, nói chung là anh không quan trọng, quan trọng là hai bên cùng hợp được. Dạ. Ví dụ như yêu xa vậy rồi khoảng bao lâu thì mình gặp nhau được? Thì tùy em khoảng một tháng hoặc là cũng có dịp nào có thể ra cũng được. Dạ, anh có hay đi du lịch ở Bình Thuận không? À, Bình Thuận là trước đây là Thanh Linh, nhưng mà đầm cái chương trình mà về từ thiện. Dạ. À, tại vì ở chỗ em thì biển nhiều lắm, giờ này nó phát triển nên anh có cơ hội thì cứ ghé chỗ em chơi. À, okay. Em sẽ dắt đi miễn phí luôn. Anh có thích tắm biển nữa, nhưng mà tại là biển gần không à, chứ không có đi biển xa. Dạ. Anh có hay nhậu không? À, cũng có nhậu. Chắc em nghe nhậu nhiều lắm đây. Tại vì em nghe trai miền Tây là nhậu thôi. Không, vậy anh thì nhậu. Tại ví dụ như có việc thì nhậu, chứ không có nhậu kiểu là nhậu ly bì. Nhậu có nhậu lầy đâu không anh? Không. Nhậu đến lúc điểm dừng là phải biết dừng là đi. Dạ. Đi chứ không có nhậu mà lầy đâu, xỉn luôn đó. Tại em thấy trai miền Tây toàn là uống rượu của anh, toàn canh cảnh không, em thấy sợ. Không uống được. Tôi trai miền Tây nha. Tôi chạm nha, tôi có nhậu nha, tôi không có lầy nha. Uống rượu thì cũng có uống. Nói chung là phải uống yến chút, chứ không ai không muốn. Dạ, nói chung là chút xả giao là được anh. Chứ còn là nhậu mà nhậu say quá, rồi về rồi đính đập rồi vợ con là em không thích. Cái đó thì không có rồi, cái đó là cái mình sẽ không vấn đề đó. Dạ. Anh còn hỏi gì em nữa? Thì em thích vô đây làm không, hay là em thích ở làm ở ngoài cho gần ba mẹ? Dạ, nói chung chỗ nào mà có công việc ổn định phù hợp với hai bên thì em có thể đi tới đâu cũng được, không cần phải ở quê. Thì cũng được. Tôn, em nghĩ như thế nào về việc là Thoa đã từng hai lần đăng ký lấy chồng Hàn Quốc? Thì gái mà thì lúc nào cũng tìm cục đối tượng để cho nó ổn định. Còn đó là mọi người đều quan trọng là cái sự ổn định thôi. Thì mình sẽ cung cấp sự ổn định thì nó sẽ ok thôi, tất cả mọi thứ để đảm bảo. Lý do tại sao em lại thích đăng ký lấy chồng Hàn Quốc hay thôi? Dạ, tại em thấy ở quê em lấy chồng Hàn Quốc sướng lắm anh. Nói chung là qua đó rồi thì hay gửi tiền về cho ba mẹ sửa sang nhà cửa rồi gì đó, giúp đỡ bà con dòng họ gì đó. Em có thấy qua hình ảnh trên YouTube người đàn ông Hàn Quốc đánh người vợ Việt Nam chưa? Nói thì nói, nó cũng là duyên số thôi. Dạ. Chứ không phải ai đi qua đó cũng có tiền gửi về gia đình, không ai cũng không phải là ai qua đó cũng có hạnh phúc đâu. Nó cũng tùy duyên số, có những người qua rất khổ nhưng cũng có những người ra rất sướng. Đôi khi em lấy Long An gửi còn nhiều hơn. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì nhưng mà chất lượng bên trong có tốt hay không? Chất lượng cái đó tự em kiểm tra. Tại nãy anh nói anh nghi rồi, 31 tuổi chưa nắm tay đó. Đúng rồi, nhưng mà thế này nha, anh thấy cái này hả? Nhưng mà anh của em toàn chạy 6 múi không đó. Anh có 6 múi không? Em nghĩ anh 1 múi. Một múi. Tại có ông anh, ông làm về chuyên nhiều phòng tập á. Là sao? Là
là chủ tịch của phòng tập, mấy phòng tập gym á hả? Tập gym. Có vô tập không? Không. Dạ không, em thấy tướng nó không biết tập rồi. Bây giờ để tạo điều kiện thêm để xem có cảm giác gì không? Hai đứa lại nắm tay cái coi. Đứng lên. Rồi. Đứng sát lại. Đứng lên thôi. Em gái chủ động nào nắm chặt tay nhau hai đứa coi. Chắc chắn chưa anh? Chắc chắn. Đâu nắm coi sao? Nắm gì? Nắm tay coi. Tay trái tay phải mà. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay. Ấm ấm. Dạ ấm. Từ từ. Nè, đi cái này nha. Thử rồi. Hai đứa nhìn nhau chứ nhìn anh đi. Anh nhìn anh là có vấn đề nha. Anh vòng ra sau lưng đi. Anh vòng ra sau lưng Tùng đi. Đứng đỡ sợ xỉu. Được chưa anh? Được rồi. Được. Để coi. Anh đang nắm đâu anh xỉu á. Anh xỉu, anh sợ anh xỉu. Dạ anh rung. Quá em thấy anh đang rung. Hả? Em thấy anh đang rung. Nó đang rung đó. Dạ đúng rồi. Nó rung cả người luôn. Tại giờ anh chưa nắm tay, anh rung. Đúng rồi, nó chưa không? Em nói sai, em chưa bao giờ nắm tay bây giờ. Chưa bao giờ nắm tay, em cảm giác cái nắm tay với cô gái thế là nắm chặt vô. Rồi, nắm chặt đấy. Hả? Bây giờ nắm tay nhìn vô mặt người ta, trời ơi, ông này cơ hội ngàn năm có một. Rồi được danh. Thấy sao? Dạ ấm. Hả? Tay ấm. Ấm rồi sao nữa? Anh nhìn thẳng mắt cô gái này coi. Nhìn đâu? Thẳng mắt cổ. Rồi. Nói gì với cổ đi. Nhìn thẳng vô mắt, đừng có nhìn ai hết trơn á. Em nhìn vô. Nhìn thấy con mắt chưa? I love you bật mặt. Nhìn rồi. Thẳng vô mắt coi, nhìn, đừng có buông ra nha. Rồi. Nhìn một phút. Nhìn coi. Thở đi em, thở đi, hít thở. Hít thở sâu vô, từ từ bớt rung. Hít sâu vô, nhìn thẳng mắt cô gái ấy, nhìn thẳng vô. Đừng có nhìn em ngoài, em né luôn. Đấy, em thấy, tôi thấy cô gái bản lĩnh chưa? Đừng có nhìn anh. Rồi. Em rung. Rung cái gì? Có anh đây nè. Nhìn thẳng mắt cô gái. Không nhìn đâu hết nha. Rồi. Nhìn thẳng coi. Thấy mắt cô sao? À, lớn. Hai mí. Hai mí. Nhìn thẳng vô mắt. Đừng có nhìn qua anh. Đừng bao giờ quan tâm điều gì khác. Bây giờ coi như mắt đối mắt nha. Nhìn vô thẳng vô mắt. Mắt mấy mí? Ba mí. Hai mí. Nhìn vô cổ. Nhìn thấy, sâu vô trong mắt á. Thấy mũi sao? Mũi được. Môi. Môi được. Nói chung gì cũng được anh. Nhìn vô. Rồi nhìn. Thấy có cảm giác gì chưa? Thấy luôn luôn hồi hộp. Hồi hộp đúng không? Hồi hộp với anh hay với cổ? Với cổ. À với cổ nói. Nhìn vô. Trời nó hộp với anh Linh một cái cho em xỉu. Để cho nó cảm giác quen dần đi em trai. À, anh xin phép em nha. Để anh tạo cho đàn ông này bản lĩnh lên chút xíu thôi. Đứng thẳng người lên. Sát vô chút xíu. Anh nhìn lên đổ ngánh xỉu luôn á. Nhìn vô cổ. Ừ. Rồi. Nhìn cổ được cái buông ra. Coi như không ai đi. Nói gì với cổ đi. Em dễ thương. Rất là dễ thương. Dạ rồi em hiểu. Anh thích chuyện ơi. Anh cứ nói đi không sao, em nghe. Anh phải mạnh mẽ lên. Phải cầm lâu á. Tại vì thế anh mỏi chưa, thả ra đi. Rồi. Đó, rồi anh cứ nói đi. Ví dụ như anh nói I love you bật bật hay gì đó đi, rồi sao đâu. Tại chưa bao giờ. Nắm tay mà nó nói sao nắm tay lâu quá vậy. Dán ghê luôn. Thôi được rồi, ok. Cảm ơn Khoa, ngồi chứ gì cũng à, thế này nè. Thực chất nãy giờ giỡn cho vui nhưng anh cố tạo bản lĩnh cho em đó ha. Không phải giỡn đâu mà cố gắng. Đây là cô gái rất là bản lĩnh à, anh hy vọng rằng em, nếu mà hai đứa đến với nhau thì em sẽ hỗ trợ cho anh ấy à. Đây một người rất là dễ thương. Thật sự người ta gọi đây là quý hiếm đó. Không phải đơn giản đâu nha em. Anh quý chứ không hiếm. Hả? Rất là quý và hiếm luôn á. Chứ con trai bây giờ chưa nắm nó đã nắm rồi. Còn này nắm nó nói, ủa sao lâu như vậy? Cảm giác giờ sao? Hơi bị rung. Hả? Hơi rung. Hơi bị rung đúng không? Tim còn đập nhanh. Đó. Vậy là có chút xíu bản lĩnh đàn ông rồi đó. Dạ. Thôi được rồi. Rung hả Tùng? Bị rung. Vậy rung bây giờ mình hát bài bớt rung được không? Rung quá bị khớp luôn á. Khớp luôn hả? Khoa. Khoa mình rung quá. Mình làm giúp bạn bớt rung đi em. Em hát một khúc thôi nha. Dạ. Đêm hôm nay sao quá chơi vời, đằng lòng đau bước chân giá rời. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi,
hạnh phúc đã xa mù khơi. Khi xưa mình bên nhau, em dẫu không nói ra, nên anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu là mong, nhiều là mơ, nhiều là yêu. Suốt cuộc đời này chắc không bao giờ anh hiểu. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi hãy đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà đã có phải dừng lại mong anh ấy. Dạ lẹt rồi. Bạn là tên gì em? Dạ về đây em lo ạ. À về đây em lo. Dạ rồi sao Tùng? Hát lại. Người ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trầm trực mờ dài chậm. Làm lại lớn lớn lên, lớn lên. Gì? Nào. Hát tập trung lớn lên nào. Đàn ông mình phải mạnh mẽ lên. Người đàn ông phải mạnh mẽ lên. Nào. Em cố gắng mạnh mẽ lắm rồi. Cố gắng mạnh mẽ lên nha. 2, 3, bắt đầu. Người ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay trong tay nguyện cầu. Em giờ đây ở đâu, chạy về đây bên anh. Anh đang rất mong tới tới đây nguyện cầu. Cảm giác như ảnh hát trong nhà tắm anh á, đang tắm hát mình á. Người đúng yêu ơi anh không dám hát tại, lớn lên. Tại em thích cái dạng nhạc không lời. À, không lời. Tại cái hôm nay em mới hát nhạc có lời thôi. Phải được rồi. Tăng 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 rồi. Nãy giờ là mình nắm tay rồi ha. Mình cảm nhận với nhau, mình chia sẻ với nhau rất nhiều. Nghe bên cả hai gia đình cũng chia sẻ rồi. Thì bây giờ tới một cái thời điểm hết sức là quan trọng là bấm nút. Ngày xưa ông bà ta nói là trâu đi tìm cọc chứ cọc không có tìm trâu. Nhưng bây giờ xã hội thời đại 4.0 rồi, cọc đi tìm trâu cũng là chuyện bình thường. Nếu đàn ông không chủ động thì phụ nữ chúng ta phải mạnh mẽ. Phụ nữ hiện đại là người rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Đàn ông bây giờ đôi khi cũng nhẹ nhàng và êm ái. Đừng lo đuối ha. Đừng đuối nha. Thật ra anh nghĩ rằng nếu có cảm tình với nhau, chúng ta hãy mạnh mẽ lên và hỗ trợ cho nhau để cùng yêu thương nhau, để cùng đi suốt cả cuộc đời này. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim mình. Nếu các bạn cảm giác thật sự rung động hay cảm giác rằng đối phương có thể là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Nếu không phải, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho hàng triệu người đang xem truyền hình bấm. Đừng lo điều đó nha. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Chị có khi nào em ngồi sâu vô. Bấm hay không là quyền của các bạn. Chúng tôi không can thiệp vào chuyện đó. Suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình các bạn. Chúng ta đừng gọi là quan tâm gì xung quanh cả. Người yêu của mình, người đi cùng mình thì chúng ta phải chọn và phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng tôi là người kết nối, nhưng các bạn là người bấm nút nếu như cùng rung động. Nào nhắm mắt lại, 30 giây thì kiểm tra điều đó. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ tiến hành bấm nút sau hiệu lệnh của chị nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ồ. Cảm ơn Tường và anh em. Rồi, nắm tay. Nắm tay hả? Đã mới nắm rồi mà. Đó, coi nè. Đó, là không nè. Thích nắm nữa hay sao? Không, nắm sợ rồi gái ngại. Chứ đâu phải. Sợ nắm hoài bằng cái ngại mà. Nắm hoài, sợ thoa ngại, rồi bây giờ hung nè. Thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi, sợ ngại. Ai ngại, thoa, em ngại không thoa? Dạ, ôm thoa được không chị? Không, quy định chương trình là phải hung. Nụ hôn đầu tiên của em nha. Nụ hôn đầu tiên hết sức là quan trọng trong cuộc đời của Tùng, Lê Quốc Tùng hay là... Anh Linh kệ quá. Bây giờ... Kệ người ta không hả? Bây giờ nói nghe nè. Tụi anh không phải hung, tụi anh có sướng gì đâu. Nhưng mà thật sự tụi anh muốn là em phải hung để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Nếu mình không hung thì mình không phải đàn ông đó nha. Không, không phải. Sao bạn gái ngại, thôi hung tay thôi anh. Bạn không có ngại. Em chỉ sợ một người bản lĩnh, một người phụ nữ rất bản lĩnh. Có gì đâu. Nào, bây giờ em xin phép cô đi. Em nói. Nói gì đi. Xin phép cô chưa? Cho con sao? Tùng, Tùng. Dạ. Tùng ơi. Nói mạnh mẽ lên nào. Nói nghe chị nè. Nói nghe chị nè. Bây giờ thực sự là chúng ta phải nghiêm túc. Bởi vì ở dưới là có hai bên gia đình chứng kiến. Không chỉ hai bên gia đình mà hàng triệu khán giả đang xem truyền hình chứng kiến. Cái mối tình này, cái cuộc tình này, đây là một cái sự chị Nam Thư và anh Nguyễn Linh kết nối cho tụi em một cách nghiêm túc.
Yeah. Chúng ta thời khắc này chúng ta không đùa giỡn nữa nha. Yeah. Nên nói gì với người lớn thì chúng ta phải thật sự nghiêm túc. À, đúng rồi. Nha. À, Sơn xin phép cô cho Hùng bạn Thòa tiếp. Trước khi Hùng thì mình phải xin phép bên gia đình nhà gái cho tìm hiểu như thế nào, chịu trách nhiệm với bé Thoa như thế nào. Dạ. Nào em. Dạ, còn xin phép cô chú giờ quen Thòa. cô cho quen Thòa. Rồi gì nữa? Bình tĩnh. Nói lại nè. Cái này nó nằm ở trên truyền hình luôn. Đúng rồi. Hai đứa lấy nhau lấy cái này ra coi ha. Mình hứa. Dạ thưa cô và gia đình của Thoa, cho phép tụi con được quen nhau, hẹn hò nhau từ giây phút này. Dạ. Con sẽ cố gắng nỗ lực để làm sao đem đến hạnh phúc cho hai đứa. Dạ. Ví dụ, rồi nói đi. Dạ, cô quen Thoa. Tại vì con thì từ trước giờ cũng chưa quen ai, nên tính của con hết nhát. Và lần đầu tiên thì con quen Thoa thì con cũng muốn tạo một cái thiện cảm cho hai bên. Thì con cái lòng của con thì con là đúng là thật lòng, rất là chân thật. Nghĩ sao con nói vậy? Nên con đã quen Thoa là con sẽ quen và chăm sóc Thoa được là được. À. Thấy chưa? Rất là hay luôn đó. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mới xin hôn nè. Dạ cô cho anh sắp xin hôn Thoa một cái. Không, hôn má, hôn tay. Dạ hôn má một cái. Bắt đầu. Từ từ thôi, má chứ đâu phải lịch. Thôi được đảo tóc được rồi. Không. Thôi tóc thôi, ngại. Nụ hôn đầu đời hết sức là quan trọng. Không có thể mà lướt qua như vậy được. Đây là dấu ấn đầu đời nào. Từ từ vô. Không, đàn ông. Rồi, đàn ông. Đàn ông. Rồi. Đâu có đụng gì đâu mà đàn ông. Dạ đụng. Đúng rồi. Không có được. Đàn ông lên. Để người ta nói mình không đàn ông đó. Hút một cái ngay một cái chốc. Nào. Tung. Rồi. Đó được đó. Rồi. Cuối cùng Tùng cũng có nụ hôn đầu đời. Dạ. Nghe như ngọt kìa. Không phải gì vậy, xong tay nhau ra rồi, nắm vô. Không. Thôi gì thôi. Rồi. Nè, hứa với cô với lại gia đình hai bên rồi nha. Ừ. Con nói quen là con quen. Dạ. Con nói thương là con thương nha. Dạ. Mình phải gọi là đàn ông mà nói cái gì là phải giữ lời cái đó. Ừ. Ha. Dạ. Chắc chắn chưa? Dạ. Thấy trái tim rung động chưa? Rung. Nè Thoa. Dạ. Cố gắng hỗ trợ bạn ấy nha. Dạ. Đây là một con người rất tốt đó. Anh thấy rằng á, để tìm một con người này giữa một cái biển người bon chen thế này cũng khó lắm á Thoa. Quan trọng là thật lòng nha. Dạ. Cầu mong hai đứa sẽ sớm tìm hiểu được nhau. Và cầu mong hai đứa sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Anh và chị Nam Thư rất mong điều đó.